Đi ra Phan Rang test xe nha. Test xe của anh Phú Thủy Z1000R 29 VS với lại CBR650 29 Honda Vest Camera. Đó. Ai ra trước rồi nó thắng nha. Rồi coi như là chạy mát bít luôn. Giờ là gắn cái này để đo cái phù rồi chút nữa mà chạy mà ai mà tới trước á là người đó thắng là lái luôn xe luôn. Rồi mát sát luôn, mát sát xe luôn rồi. À, giọng bài Dũng luôn. Rồi vô chụp hình lưu niệm với anh để làm bằng chứng trước tòa. Nào nhận thơ thì có Z1000 đã thuộc về CBR rồi, giờ khóa trao tay.